Rồi đang chủ đề mạc mình nói tiếp chủ đề nha mạc nha các bạn. Thì hôm nay Duy Nguyễn sẽ nói về vấn đề bảo hiểm tiếp. Vấn đề bảo hiểm bạn thấy nó là một câu chuyện dài để đi với Duy Nguyễn từ hồi cái vụ tai nạn còn đã chiến tới bây giờ. Là các bạn tôi biết là tinh thần các bạn về bảo hiểm cũng xuống lắm rồi. Nó và tinh thần tôi cũng chả ham hố về bảo hiểm hết đó. Thật sự tôi nói bạn cũng chả ham hố về bảo hiểm hết, nhưng mà là một thằng đàn ông sống nó phải trách nhiệm. Thì hôm nay tôi chia sẻ trách nhiệm của tôi nè. Đây. Bạn nhớ nhỏ xe huyền thoại không? Nhỏ xe huyền thoại mà chơi vụ kia rồi này nọ căng á, vụ mà gọi là phốt qua phốt lại đồ cũng ghê á. Nhỏ đó đeo mình mấy năm rồi đó bạn. Đeo vụ này nha chứ không phải đeo vụ kia. Hả? Nó đeo mấy năm rồi. Xong rồi anh tuyên bố một câu, nó đuổi em ở đâu anh mua bảo hiểm ở đó. Nói vậy đó. Thì giờ thì mua bảo hiểm mới. Bảo hiểm này cho mạc đen, mạc trắng tôi còn tôi chưa mua. Vậy mai mốt bạn hỏi mạc trắng tôi còn tôi mua không? Mua tiếp. Tôi nói với nhỏ đó một câu, bây giờ tôi phải thực hiện đó nè. Tôi nói nó đuổi em làm cho hãng nào mua hãng đó. Anh cái chất chơi của anh nó ngắn gọn lắm, anh không nói nhiều, không dài dòng. Thế thôi, đàn ông nói được làm được. Vậy thì giờ mình sẽ mạc này trước, mạc đen, mạc xanh trước nha. Còn mạc không nói những vấn đề khác bảo hiểm mà chỉ nói bảo hiểm mắc hay rẻ, giá bao nhiêu thôi. Đó, giờ tờ bảo hiểm tôi nè đưa nè. Tôi nói nhỏ kia nó hỏi anh nhận được bảo hiểm chưa. Anh nói nhận rồi, xấu thế mẹ. Cái hỏi gì xấu anh? Nói tờ giấy mày xấu. Mà xấu thiệt. Đây là bảo hiểm của hãng gì không biết nữa. Để coi coi. Nghe nói dầu khí á. Ờ, bảo hiểm của hãng dầu khí các bạn. Thì sale của hãng dầu khí nó là hãng tôi không có gì ngoài tiền nên đền lẹ lắm. Nói vậy không biết mốt đền sao thì không biết nha. Tôi chưa biết. Để mốt coi cái xe tôi nó bị tai nạn, nó bị vấn đề gì đó thì coi đền sao, chuyện đó tính sao. Thì mình không nói trước. Tất nhiên mình tôn trọng hợp đồng là mình tôn trọng, mình tiền bạc sòng phẳng hết trơn rồi. Thì bây giờ mình đọc cho bạn thấy này. Giấy bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện của chủ xe ô tô. Cái này không bắt buộc. Công an không có quyền phạt cái này nha. Công an không có quyền phạt cái này nha mày. Cái này là mình đem ra mình khè công an thôi thì được. Nó nè, xe tôi bảo hiểm này tôi còn mua này, ông đòi hỏi giấy tờ gì. Ví dụ vậy thì được. Nhưng mà nhiều khi bạn ẩu bạn. Bạn tưởng cái bảo hiểm này bạn quên mua bảo hiểm cốc. Ồ nó phạt. Cái bảo hiểm cốc là phạt. Cái bảo hiểm cốc là cái bảo hiểm bắt buộc. Tức là bạn đụng người ta, bạn đền cho người ta 100 triệu cái mạng. Đó là bảo hiểm bắt buộc. Còn cái bảo hiểm này là bảo hiểm thân vỏ của xe, nó khác. Bởi Việt Nam mình nó phiền mà. Cái này là thật sự nó quá tệ. Cái gì như nó thật, nó giận chịu thôi chứ quá tệ. Mình chỉ cần quản lý một loại bảo hiểm thôi. Bắt buộc ra đường, ông phải có bảo hiểm này, ông có, cấm không cho nhà xe, không có ăn gì trên đó. Mà bây giờ ông đụng xe người ta, ông có tiền đền. Sao được? Đúng không? Bây giờ ông nghèo, ông không quyền phạm pháp à? Nope. Ra đường lý luận với mấy ông nội ba gác á. Chạy quẹt vô mặt ông á, nói thôi giờ ông nghèo lắm anh tha đi. Ủa ông nghèo có quyền đụng ta hả? Đúng không? Cái này thật sự tôi chưa bao giờ hài lòng cái điểm này, nói thẳng. Nghe Duy Nguyễn nói rất thẳng. Duy Nguyễn nếu mà cho Duy Nguyễn cái quyền đó là Duy Nguyễn bắt buộc tất cả mọi xe đều phải bảo hiểm này hết mới cho chạy. Để cho mọi ông đều có trách nhiệm hết. Ông đụng xe người ta hay người ta đụng xe ông ở trong một tai nạn nào đó thì ok, để cho hàng bảo hiểm này giải quyết với nhau. Còn bây giờ giữa người có bảo hiểm, người không bảo hiểm, người làm gì? Đi năn nỉ nhau chứ làm gì các bạn? Nó nên cái này nó rất là nhạy cảm các bạn. Nhất là xe máy, bảo hiểm con thứ à. Cái bảo hiểm 35 ngàn hay 60 ngàn của xe máy đó. Bạn đụng vô con mẹt, bạn móc từ túi ra bạn đền đó. Bảo hiểm không lo bạn đâu. Còn cái bảo hiểm này nói cho rõ là bảo hiểm tự nguyện. Ở Việt Nam mình có thôi. Còn ở mấy nước phát triển nó không có cái này. Nó bảo hiểm là bảo hiểm chung. Bảo hiểm 2 triệu là chung luôn. Nó lẹ. Chứ không gì tùm lum hết. Như này đi, bạn đi ra đường mà cầm tới 2 tờ giấy rồi á. Tờ giấy này tờ giấy kia, tờ giấy này không phạt, tờ giấy kia phạt đó. Tức là cái tờ giấy kia bạn không có thì sẽ bị phạt. Nên khi mà công an hỏi bạn xuất trình bảo hiểm là ý công an hỏi là cái tờ giấy kia chứ không phải là bảo hiểm này. Cái bảo hiểm kia nó rẻ bèo à. Xe máy là mấy chục ngàn, xe hơi là 400 ngàn. Đó. Tiền bảo hiểm nè, nói chung nó kê khai đủ tà le hạt me bạn á, chả hiểu nhức đầu. Thì giờ tôi sẽ nói sơ về những cái mà nó kê khai. Xe 5 chỗ ngồi gì đó, đăng kiểm, đăng kiết gì đó, đâu coi. Thời hạn thanh toán. Hết thời hạn bảo hiểm là 8 giờ năm ngày 5 tháng 4 2022. Đủ giống ngày sinh tao quá ta. Này nó trùng hợp bạn. Trùng hợp giống ngày sinh 5 tháng 4. Số điện thoại thông báo tai nạn là hotline. Bao giờ cũng vậy thôi nè. Xe nó bán cho mình xong là coi như nó chạy rồi đó. Mốt là mày chuyện khác, là kiếm mày khác là mệt lắm. Rồi trên đây á, là nó ghi cái gì bạn. Trên đây nó ghi là giá trị xe theo kê khai
1 tỷ 4. Xe tôi 2 tỷ 7 á, giờ nó báo giá 1 tỷ 4. Ủa trời ơi, cái giá này nó là cái giá này là cái làm giá thôi, nó không dựa đến gì cả mấy em, nó không dựa đến gì cả. Cái này á là cái mà để con sale nó ngồi nó lách, mấy em hiểu không? Thí dụ giờ nó quăng cho anh bảo hiểm anh nó bán giờ 30 triệu, okay. Nó thôi mắc chưa mày, bảo hiểm 30 triệu như vậy đó, xong mình coi hết tất cả những điều khoản nó đền đó, mình so với công ty bảo hiểm kia tất cả các điều khoản nó đền cũng như nhau mà sao mày mắc hơn. Thì cái nói thôi, nó trừ hao, thôi thấy anh đẹp trai, thân thiết, em fan anh, em giảm anh 25 triệu. Nó lấy cái quyền gì ra nó giảm. Không có giảm được. Nó giảm cái bảo hiểm thì nó giảm cái giá xe này nè. Nó giảm là mấy cái hạn mức này. Đó. Bình thường ví dụ như xe mình vừa kê khai 2 tỷ, thì bảo hiểm chừng đó, bây giờ nó quất xuống 1 tỷ 4 thì nó bảo hiểm thấp lại. Nó đại loại là vậy đi. Nhưng mà tóm lại mình xem nè, bây giờ nó bảo hiểm thiệt hại vật chất xe 22 triệu, rồi xong rồi VAT cộng lợi là 2 triệu mấy, là 25 triệu đó. Ừ, bảo hiểm anh 25 triệu đó mấy em. Thì nó tóm lại xe anh giả sử giờ mất đền 1 tỷ 4. Đó. Cái gì đời mà mấy em, đó là cuộc đời mà. Cuộc sống thì không giống cuộc đời. Mà xài không được 1 tỷ 4 nữa đó chứ. Lúc đó ra rồi nó chứng minh ABC đồ, xe anh nụ này nọ các kiểu là điểu đồ, cái lộ mệt đó. Nói chung mà chơi với bảo hiểm là xác định là cãi lộn đi. Khó mà thỏa đáng lắm. Khó lắm mà. Nên bảo hiểm làm cái gì đó là mình có trách nhiệm với cuộc đời. Trách nhiệm với cuộc đời thôi. Còn nếu mà hả, tao có tiền tao trả bảo hiểm. Oh really? Tao ra đường tao đụng trúng cái xe nào đó thì tao xuống tao thương lượng tao, thôi tao đền mày 300 về vui vẻ. Lúc đó khỏi bảo hiểm. Hoặc là xe mình bị hư kéo vô gara sửa, khỏi bảo hiểm. Còn bảo hiểm này nó là như vậy. Nói chung cái bảo hiểm này thì anh nói cho mua về trách nhiệm mà các bạn. Này mặt mày xanh của gì nè, bảo hiểm giờ chuyển qua BVI. Ủa mà đúng rồi BVI. Thì mốt cái khả năng cao của con mẹt này của anh, mẹt trắng của anh là cũng sẽ là một BVI. Oh my god. Wow. Tại vì á con xe bảo cái nói anh câu rồi. Nói thôi anh về chắc không bao giờ anh mua bảo hiểm anh em nữa hả? Cái nói anh không biết. Nói vậy đó em. Nói câu nghe tội đó. Nói thôi qua vụ này chắc anh không bao giờ mua bảo hiểm bên anh nữa hả? Trong đầu mình nghĩ không những tao không mua mà tao còn nó thật sự á, đối với anh á, bảo hiểm nào cũng bảo hiểm nấy, cái phần còn lại là anh mua gì con người, anh mua gì này nọ, gì trách nhiệm, gì này nọ kia các thứ đó. Nên hôm nay xin chia sẻ với các đồng chí là con mẹ xanh tôi, giờ tôi mua bảo hiểm của BVI. Đó, mình mua của BVI không có nghĩa là mình kêu các bạn mua của BVI. Các bạn hãy có một sự quyết định khôn ngoan nhất, đúng không, phù hợp nhất với các bạn về vấn đề bảo hiểm tự nguyện. À, rồi video ngắn gọn chia sẻ là các bạn là tôi mua này thôi, chứ tôi cũng không có muốn nói gì thêm. Bảo hiểm hết đó, nhiều chuyện các bạn càng nói càng bực mình, càng nói càng buồn. Tôi muốn dành cái tâm trạng tốt nhất của tôi để tôi cống hiến cho THOL, cho BBT, và tại hiện giờ tôi đang ở BBT quận 9, địa chỉ số 10 Trung Thành, phường Phú Quận 9. Ok, bye bye, cảm ơn. Hay thì mua sub đi ba, like xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài.